Hơn 30 năm, chúng tôi đã không ngừng sáng tạo để thực hiện lời hứa là đem giải pháp duy trì sự tươi trẻ bằng những sản phẩm và công nghệ của tương lai tới tay người tiêu dùng hôm nay. Chúng tôi đã làm được điều đó với sự đóng góp của hơn 75 nhà khoa học gia, làm việc toàn thời gian và xây dựng những trung tâm nghiên cứu chống lão hóa hàng đầu. Trong lúc những đối thủ tập trung vào việc che đậy sự lão hóa, Nu Skin đi một bước xa hơn, đó là tập trung vào công nghệ chống lão hóa. Với những công nghệ và bản quyền tập trung vào da, cơ thể, sức khỏe, năng lượng và chống lão hóa. Sản phẩm của Nu Skin đã được đăng tải trên những tạp chí nổi tiếng và những phương tiện truyền thông khác. Với 52 bích chương khoa học, 29 bài diễn thuyết, 26 bằng sáng chế, 16 bài viết khoa học được đăng tải và 4 giải thưởng khoa học. Chúng tôi đang tiên phong trong phong trào bảo tồn sự tươi trẻ. Để bảo đảm chất lượng ưu việt của sản phẩm, chúng tôi áp dụng một quá trình kiểm duyệt gay gắt từ sự chọn lựa nguồn nguyên liệu cho tới khâu sàng lọc, chế biến, sản xuất và bảo đảm. Quá trình của chúng tôi có thể so sánh với những công ty dược phẩm hàng đầu thế giới. Kết quả, chúng tôi đã có hàng trăm sản phẩm để đáp ứng hầu hết các nhu cầu của mỗi cá nhân. Chúng tôi có sản phẩm cho tóc, chăm sóc da, cơ thể, răng miệng, mỹ phẩm, dinh dưỡng, điều chỉnh vóc dáng, tinh dầu thiên nhiên và những giải pháp chống lão hóa độc quyền. Máy đo quang phổ S3 là một sản phẩm độc nhất vô nhị. Trong vòng 30 giây có thể đo được số điểm carotenoids và cung cấp cho bạn thông tin để bạn biết phải làm gì để thay đổi thói quen và tăng số điểm để bảo vệ sức khỏe và phòng chống bệnh tật. Với những nỗ lực luôn luôn đổi mới không ngừng, Nu Skin đã vượt xa các đối thủ. Mỗi năm, chúng tôi đều cho ra thị trường những sản phẩm mới và độc đáo để hỗ trợ những đối tác trong việc phát triển mạng lưới kinh doanh của họ. Hãy hỏi người giới thiệu để biết được sản phẩm độc đáo sắp được tung ra là gì. Chúng tôi không chỉ nói chúng tôi có sản phẩm tốt nhất mà chúng tôi bảo đảm như thế. Bạn có thể trả lại số hàng trong vòng 30 ngày và chúng tôi sẽ hoàn trả 100% số tiền hoặc 90% số tiền nếu bạn trả hàng chưa mở trong vòng 12 tháng. Tập đoàn Nu Skin được thành lập năm 1984. Chúng tôi đã có hơn 30 năm để chứng minh sự thành công và phát triển. Hiện nay, chứng khoán của Nu Skin được niêm yết trên sàn chứng khoán New York Stock Exchange. Chúng tôi là một trong những số ít công ty bán hàng trực tiếp, có sổ sách minh bạch rõ ràng. Sản phẩm của Nu Skin được chính thức phân phối trên 53 quốc gia, cho phép những nhà phân phối được mở rộng mạng lưới kinh doanh khắp toàn cầu. Trong năm 2010, tạp chí Forbes bầu chọn Nu Skin là một trong những công ty đáng tin cậy nhất. Một trong những sứ mệnh của Nu Skin là trở nên một công ty làm những điều tốt đẹp. Ngày 4 tháng 6 năm 2015, tiểu bang Utah tuyên bố ngày đó là ngày Force for Good của tiểu bang. Nhân dịp mừng 12 năm thành lập của tổ chức vô vị lợi Force for Good của Nu Skin. Nu Skin có một chính sách trả thưởng tuyệt vời. Chúng tôi đã trả hơn 40% tổng doanh thu của Tiền Hoa Hồng. Với chính sách trả thưởng rộng rãi này, chúng tôi đã trả hơn 12 tỷ Mỹ Kim Tiền Hoa Hồng và đã tạo ra hơn 1.000 người có tổng doanh thu trên 1 triệu Mỹ Kim. Khi bạn hợp tác với Nu Skin, bạn không cần lo tới khoản vốn đầu tư lớn ban đầu. Nu Skin đã đầu tư hàng triệu đô la vào hạ tầng cơ sở, nghiên cứu, sản xuất sản phẩm, bản quyền, kho bãi, giấy tờ, pháp lý và vận chuyển. Bạn chỉ cần làm một việc đơn giản là chia sẻ bằng cách truyền miệng những quyền lợi khi sử dụng những sản phẩm cao cấp của chúng tôi. Cơ hội độc đáo này cho phép bạn có thu nhập tiềm năng không giới hạn. Đây cũng là cơ hội toàn cầu, nhưng cho phép bạn làm đa số mọi việc từ ở nhà. Tất cả mọi việc như thế nào? Đối với kinh doanh truyền thống, khi sản phẩm được xuất ra, chúng được phân phối và bày bán ở những siêu thị. Việc đó đồng nghĩa với việc trả tiền mặt bằng, nhân viên, tiếp thị và các chi phí quảng cáo. Nu Skin chọn lựa một hướng đi khác biệt. Chúng tôi tin rằng cách quảng cáo hay nhất là truyền miệng. Chúng tôi cho phép một người bình thường có thể kinh doanh bằng cách truyền miệng về những công dụng và kết quả của những sản phẩm và họ sẽ được trả huê hồng cho những nỗ lực đó. Một cách đơn giản, bạn trở thành nhịp cầu kết nối Nu Skin với mọi người. Tất cả những ai muốn mua sản phẩm của Nu Skin cần một tài khoản. Tài khoản này hoàn toàn miễn phí. Sau khi có tài khoản, họ có thể mua sản phẩm trực tiếp từ mạng Internet của Nu Skin và công ty sẽ gửi sản phẩm về tới tận nhà. Khách hàng sẽ được an tâm bởi chính sách bảo đảm sản phẩm trong 30 ngày của chúng tôi. Giai đoạn 1, hầu hết mọi người ở giai đoạn này
đó là sử dụng những sản phẩm cho chính bản thân mình. Nếu bạn có thể có vóc dáng, diện mạo, năng lượng, sức khỏe tốt hơn, bạn sẽ cảm thấy thế nào? Hàng trăm ngàn người khắp thế giới đang sử dụng sản phẩm của chúng tôi đều đặn mỗi tháng và rất hài lòng với những kết quả. Bởi vì kết quả tuyệt vời sau khi sử dụng sản phẩm, một số quyết định chuyển sang giai đoạn 2, đó là chia sẻ sản phẩm với những người xung quanh. Những người ở giai đoạn 2 này, họ có thể kiếm được hàng trăm đô la mỗi tháng. Số tiền thu nhập phụ này có thể được dùng để chi trả tiền xe, tiền điện thoại hay những thứ khác. Khi thấy được tiềm năng thu nhập, họ quyết định chuyển sang giai đoạn 3. Ở giai đoạn này, mọi người trở nên nghiêm túc hơn. Họ bỏ thêm thời gian để học cách kinh doanh. Họ có tiềm năng thu nhập hàng ngàn đô la mỗi tháng. Sau khi sử dụng sản phẩm, chia sẻ sản phẩm, họ quyết định xây dựng đội nhóm bao gồm những người sử dụng sản phẩm và chia sẻ sản phẩm với những người xung quanh. Họ hướng dẫn những người trong nhóm bán lẻ sản phẩm và xây dựng một số lượng khách hàng trung thành. Họ cũng có thể đạt được những tiêu chuẩn để hưởng các khoản tiền thưởng phù trội và những chuyến đi du lịch miễn phí vòng quanh thế giới. Vậy còn bước nào nữa không? Thành công trong kinh doanh đòi hỏi sự siêng năng, trả giá và tập trung. Nó cũng đòi hỏi kỹ năng lãnh đạo và quản lý. Tuy nhiên, kết quả thật xứng đáng. Những người trong giai đoạn này có tiềm năng thu nhập trên hàng chục ngàn đô la mỗi tháng. Sau khi vượt qua nhiều giai đoạn, họ thâu thập cho mình những kỹ năng và kiến thức để đào tạo và huấn luyện người khác. Họ mang tới sự thành công cho mình bằng cách giúp những người khác đạt được mục tiêu của họ. Đây là kinh doanh của bạn, nhưng bạn sẽ không làm việc một mình. Có rất nhiều công cụ hỗ trợ để giúp bạn đạt được mục tiêu. Có những chương trình đào tạo ở khắp nơi. Ở đâu có ý chí, ở đó có con đường. Bạn đã được chia sẻ về một số sản phẩm, về công ty và những giai đoạn khác nhau trên chặng đường cùng New Skin. Vậy bước kế tiếp là gì? Một số người tuyên bố, tôi không muốn sinh ra, trưởng thành, đi làm, trả hóa đơn và chết. Có hai phần lớn, cuộc sống và công việc. Công việc giúp chúng ta có thể có cuộc sống. Tuy nhiên, cán cân cuộc sống của chúng ta đang mất quân bình. Chúng ta tập trung quá nhiều vào công việc và quên không sống cuộc sống mình mong muốn. Chúng ta không có thời gian và tiền bạc để làm những việc chúng ta yêu thích như đi du lịch, thời gian cho gia đình và con cái. Một số chấp nhận coi như số mệnh, một số khác phấn đấu để thay đổi. Nhiều người hiểu rằng họ cần phải có sự quân bình trong cuộc sống và tìm kiếm một phương tiện phù hợp hơn. Nu Skin sẽ giúp bạn đạt được sự quân bình đó qua sản phẩm, văn hóa, con người và cơ hội. Thêm thu nhập, thêm thời gian, có sức khỏe, luôn trẻ trung, thời khóa biểu làm việc linh động, cuộc sống có chất lượng. New Skin là giải pháp. Hãy liên lạc với người đã giới thiệu thông tin này để được hướng dẫn cách bắt đầu hôm nay.